Bây giờ cho khách hàng nhà mình cầm 160 triệu đi thì các bác mua được một chiếc ô tô như thế nào nhỉ? Nếu như bây giờ các bác đưa cho em Hương 160 triệu thì em Hương sẽ đưa cho mình được một chiếc xe Lacetti mà form dáng đẹp, ngoại thất đẹp, nội thất đẹp, máy số đi cực êm luôn. Vâng, em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì rất là may mắn em đã nhập lại được một chiếc xe Lacetti EX của một bác cán bộ ở trên Hải Dương, ở trên khu vực đấy là gần Hà Nội rồi, qua Hà Nội, khu vực trên Hà Nội. Một chiếc xe Lacetti EX đời 2010 số sàn mà chỉ với giá là 160 triệu. Mà nhập được chiếc xe này về mà đến nỗi thợ này, chủ này, giám đốc này ai cũng khen mà sao nay Hương nhập được con xe đẹp mà rẻ thế này. Đây các bác nhìn cho em này, gương chống lóa này, cam hành trình có luôn, màn hình giải trí siêu to, cửa số sàn 5 cấp. Và với cái dòng này thì số lùi thì các bác phải hơi móc nhẹ lên thì mới lùi nhá, phải móc nhá. Em sẽ quay trực tiếp cho mình các bác nhìn cho em này, màn hình giải trí này. Với cái màn hình giải trí siêu to luôn. Điều hòa thì mát lạnh. Điều hòa 4 cấp các bác nhìn này, vặn như là lút quạt trần nhà mình luôn, nhưng rất là mát luôn, sấy sợi kính cũng vặn. Lấy gió trong ngoài. Điều hòa đây, lạnh này, nóng này, sấy sưởi kính này, có cổng sạc luôn nhá. Một chiếc xe Lacetti EX chỉ với 160 triệu. Mà điều hòa thì mát, những lúm thanh điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường này các bác thấy không? Em chỉ cần mở cửa thôi là em nó đã dễ anh đạch lên rồi, đã báo là chưa đóng cửa rồi đây này. Ốp mạ giả vân gỗ đẹp cho em ở phần táp lô đây, phần dưới táp lô. Táp lô cũng đẹp luôn. La răng con này thì tí nữa em sẽ quay nhá. Còn đây là phần táp ni này. Ốc cánh cửa đây quay cho mình. Một chiếc xe cán bộ đây. Mở cốp thì ấn như này này, em mở luôn tí nữa là nữa phải mở này. Mở cốp thì ấn như này cho em nhé. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa luôn. Với chiếc xe này thì không phải nói nhiều. Đẹp là đẹp đúng không? Em cũng đã nói đẹp là nó đẹp, xứng đáng đồng tiền bát gạo chỉ với 160 triệu. Gương kính thì liền đời. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi luôn. Form dáng sedan này các bác nhìn này, sạch sẽ này cơ, mà một bác chủ cán bộ rất là kỹ tính luôn, cực kỳ sạch sẽ luôn. Một chiếc xe mộc em đánh về phát là bán luôn, không cần phải dọn dẹp vì nó quá là sạch. Ghế da là một cái màu tông màu vàng bò, rất là đẹp luôn. Em nghĩ là những bác là với phân khúc trên 100 triệu, 160 triệu thì là đừng phân vân, đừng lăn tăn vì xe đẹp mà giá ngon như thế này. Về phát là em Hương bán ngay đấy. Về phát này em Hương bán ngay lấy. Đây là rất là phí nếu như mà mình không mua được chiếc xe này. Vừa rồi thì em đã quay nhá nhá cho mình một chút ảnh thôi. Còn đây em sẽ quay video chi tiết cho mình. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp, cốp xe bản sedan hai đầu lên là rất là rộng rãi. 160 triệu mà đi được chiếc xe Lacetti như thế này thì quá là ổn đúng không ạ? Này các bác nhìn này, form dáng này, nhìn nước sơn của em nó này rất là đẹp luôn. Những đường dập lổi thì thẳng tắp luôn. La răng la năm chấu này, hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng này, có cả vỉ chắn mưa cho em này. Gương kính các bác nhìn này, gương kính liền đời của xe, chất thế cơ mà. Đấy, chỉ cần mở cửa thôi là nó sẽ báo. Ghế da này, táp ly này, ốp mạ giả vân gỗ sắc led cho em. Cánh cửa đây các bác nhìn này, nút bấm đinh tán này. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo luôn như thế nhé. Quá là tuyệt vời. Một chiếc xe chỉ có 160 triệu mà điều hòa mát lạnh, số máy đi thì rất là êm luôn. Và số lùi thì mình phải hơi móc lên một chút này. Này có cả cái gối tựa đầu cho mình đây. Ghế da Daewoo các bác nhìn này. Ghế da Daewoo này, Lacetti EX 2010 số sàn 160 triệu. La răng thể thao phanh ABS nhé. Bây giờ thì em sẽ quay khoang động cơ máy móc cho mình luôn. Một chiếc xe không có quá nhiều option để nói, chỉ nói là em nó đẹp. Nội thất máy móc ngon, điều hòa mát lạnh, ghế da ngon, máy số đi cực chất cho em. Và quan trọng là rất là rẻ tiền luôn. 160 triệu giờ các bác đi đâu mua được xe ạ? Chỉ có xe nhà em Hương thì mới được cái giá đẹp như này thôi. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc Lacetti các bác nhìn nhé. Quay luôn cho mình mộc nhất luôn. Vừa mới đã đánh xe về đây. Ụ giảm chấn giảm sóc này, điều hòa này, động cơ ắc quy này. Etec cho em nhé. Đó, thảm còn nguyên cái thảm chống nóng giảm nhiệt này, keo chỉ ở trên phần cánh cửa này. Nốt đinh tán này. Khoang động cơ máy móc đây.
những bác nào thật sự yêu thích và với cái phân khúc tiền 160 triệu mới mua được xe ô tô Lancetti của nhà Daewoo này thì nhấc máy lên gọi cho em qua số điện thoại 0354602790 để được em Hương để cho mình chiếc xe này với giá đẹp, nội thất máy móc ngon nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng nhà mình vào những video tiếp theo.